Xin chào cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh. Phúc chúc mọi người có một ngày thật vui và nhiều sức khỏe. Thì hôm nay mời các bạn cùng làm cái món bánh sake hấp dừa với mình. Bình thường thì sake mình sẽ chiên giòn hoặc là các bạn nấu cà ri. Thì hôm nay mình hãy thử thay đổi làm cái món bánh này nha. Và bánh khi làm xong thì trông cũng khá là đẹp mắt, khi ăn bùi ngon và đặc biệt là rất là thơm nữa. Độ ngọt cũng vừa phải, làm bánh thì cũng không quá cầu kỳ. Và để biết cách làm chi tiết cho món bánh này thì mời các bạn hãy cùng theo dõi hết video. Và đây là nguyên liệu mà Phúc sử dụng cho cái món bánh sake. Sake thì mình xài đây là một trái, trái này cũng 600 g đấy các bạn. Và 100 g dừa rám vỏ. Dừa rám vỏ thì rất là mềm, khi ăn sẽ không có bị sảm. Đường cát thì mình xài đây là 50 g. Một chút xíu muối trắng. Nguyên liệu vô cùng đơn giản luôn nha. Mình sẽ để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn có thể bấm vào xem. Và để làm thì mình sẽ đi sơ chế cái phần sake này. Các bạn chuẩn bị cho mình một thao nước và mình cho vào một ít muối. Các bạn pha loãng ra. Để một lát nữa mình cho sake vào thì không có bị thâm. Cắt mặt xong rồi thì các bạn gọt sạch vỏ đi. Vỏ sake thì mình cũng đã gọt xong hết rồi, thì các bạn cho qua bên cái thau nước. Mình lăn cho ra bớt muỗng nha. Lăn xong rồi thì mình lấy ra ngoài, các bạn chẻ ra làm đôi. Thịt rất là chắc nha các bạn. Cắt xong rồi thì các bạn lại chẻ hai ra. Như vậy thì mình sẽ dễ lấy cùi hơn. Trông rất là ngon luôn nha. Phần cùi của sake thì mình cũng đã cắt xong. Các bạn lấy ra, bây giờ mình cắt lại thành những cái lát mỏng như thế này. Để một lát nữa mình đem hấp. Cắt mỏng thì cái thời gian hấp sẽ nhanh hơn. Còn nếu mà các bạn cắt chiên á, thì mình cắt dày một chút xíu. Trái sake này thì có thể chế biến được rất là nhiều món các bạn, như là mình nấu cà ri hoặc là mình hầm dừa cũng đều rất là ngon. Cắt xong thì mình lại cho qua bên thau. Sake thì mình cũng đã cắt ra thành những cái lát mỏng rồi, và bây giờ mình đem rửa qua với lại nước lạnh rồi chuẩn bị đem đi hấp. Và để hấp sake thì mình cho hết vào trong nồi. Cho vào xong thì các bạn đặt lên trên bếp và hấp tới khi nào những cái miếng sake của mình chín mềm. Mình dàn mỏng mỏng ra. Như vậy thì hấp sẽ mau hơn. Sake mình hấp nãy giờ thì cũng đã chín mềm rồi. Các bạn lấy một cái muỗng nè, mình tán cho nhuyễn ra nha. Nhuyễn vừa thôi, không cần nhuyễn quá. Lúc sake còn nóng thì các bạn dầm ra rất là dễ luôn. Thao sake thì Phúc cũng đã tán cho nó nhuyễn ra hết rồi, rất là dẻo luôn nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ cho hết chỗ đường mình đã chuẩn bị vào. Các bạn thích ăn ngọt nhiều thì mình thêm đường, còn không thích ngọt quá thì mình giảm lại. Và mình cũng dằn vào đây một chút xíu muối trắng. Trộn sơ sơ rồi các bạn cho cái phần dừa rám vỏ vô. Sake và đường thì mình cũng đã trộn xong rồi. Lúc này thì các bạn cho hết 100 g dừa rám vỏ vô. Cho vào xong thì các bạn trộn đều lại và mình nêm xem là gia vị đã vừa chưa. Sake và dừa rám vỏ mình cũng đã trộn đều lại hết rồi các bạn. Rất là dẻo và thơm luôn nè. Và để làm thì mình chuẩn bị thêm ở đây một ít dầu ăn. Mè trắng và mè đen thì mình rang vàng và sử dụng thêm một ít lá chuối nữa. Dầu ăn thì các bạn thoa trên đôi bao tay. Để mình làm thì sẽ không có bị dính. Sau khi thoa xong thì các bạn lấy một cái lượng sake vừa đủ. Rồi mình xoay tròn lại. Các bạn ấn dẹp ra.
Mình làm một miếng vừa ăn thôi chứ không làm to quá. To quá thì khi ăn sẽ rất là ngán. Làm xong á, thì mình cho qua bên cái miếng lá chuối nè. Rồi các bạn cho vào một ít mè trắng và mè đen. Như vậy là mình đã xong được một cái bánh rồi. Các bạn để qua một bên. Và tiếp tục mình sẽ làm với cái thứ hai. Mình cũng đè dẹp xuống. Rồi lại cho mè lên. Sake thì mình cũng đã làm được hơn phân nửa rồi các bạn. Số sake còn lại thì mình cho vào đây một ít màu xanh lá dứa. Mình cho vào đây là 2 muỗng thôi. Cho vào xong thì các bạn trộn đều. Để cho có cái màu xanh đẹp. Màu lá dứa trộn xong á, thì mình sẽ được một cái màu xanh nhạt như vậy nè các bạn. Rồi tiếp tục mình sẽ lấy một cái lượng sake vừa đủ và các bạn làm tương tự như lúc nãy nha. Những chiếc bánh sake thì mình cũng đã tạo hình xong hết rồi. Có điểm thêm những cái hạt mè đen, mè trắng trông rất là đẹp mắt nha. Thì các bạn có thể đem đi nướng nè, hoặc là mình đem đi hấp đều ngon hết. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái nồi nước sôi để mà mình đem đi hấp luôn. Nồi nước để hấp bánh thì cũng đã sôi rồi. Thì bây giờ mình xếp bánh từ từ mình cho vô. Và mỗi mẻ thì các bạn chỉ cần hấp cho mình 5 phút thôi. Vì sake mình đã làm chín hoàn toàn rồi, mình chỉ hấp cho cái phần dừa này nó chín hẳn. Để mà khi ăn mình để lâu nó sẽ không có bị hư. Khi đã cho vào xong thì mình đậy nắp lại. Sau 5 phút thì mẻ bánh đầu tiên của mình cũng đã chín rồi. Rất là thơm luôn nha. Mình lấy hết cái mẻ bánh này ra ngoài và hấp tương tự với những mẻ còn lại. Khi hấp thì cái phần bánh của mình nó hơi nổi lên chút xíu nè các bạn. Nhô cao lên nha. Những chiếc bánh sake thì mình cũng đã hấp xong hết rồi các bạn. Khi hấp xong rồi thì bánh của mình sẽ dẻo lại như vậy. Và bây giờ mình xé ra xem bên trong cái phần bánh này như thế nào nha. Có những cái sợi sake rất là ngon và cả sợi dừa rám vỏ nữa. Mời các bạn cùng thưởng thức món bánh này với mình. Bánh sake khi ăn vào thì bánh của mình rất là bùi nè các bạn. Và thơm những cái sợi dừa rám vỏ nữa. Độ ngọt mình làm cũng vừa phải chứ không có bị ngọt quá. Cách làm thì cũng vô cùng đơn giản thôi nha. Nhưng mà bánh của mình lại rất ngon. Và như vậy là mình cũng đã thêm được một món bánh từ cái quả sake rồi. Nếu các bạn chưa làm thử thì hãy cùng vào bếp làm với mình luôn nha. Và bây giờ thì mình cũng kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn thành công với món bánh này.